Theo CDC Hà Nội, chiều ngày 12 tháng 8 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở khu vực Đội Cấn Ba Đình. Cụ thể có 3 bệnh nhân ở cùng địa chỉ 22/68 Đội Cấn sống trong khu vực phong tỏa là F1 của bệnh nhân NPA. Ngày 11 tháng 8 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Ngoài ra còn có 3 bệnh nhân khác cũng là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 11 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Trước mắt, quận tiến hành phong tỏa để thực hiện các biện pháp xét nghiệm sàng lọc diện rộng. Lực lượng chức năng quận Ba Đình đã dựng rào chắn từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn, các ngõ nhỏ cũng được rào cứng. Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp sống trong khu vực. Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho hay, dự kiến việc phong tỏa sẽ thực hiện đến hết ngày 25 tháng 8. Theo CDC Hà Nội, trường hợp dương tính đầu tiên ở Đội Cấn là phụ nữ 59 tuổi. Ngày 7 tháng 8, bà có triệu chứng ho sốt nên tự đến Bệnh viện Hồng Ngọc xét nghiệm, kết quả dương tính với COVID-19. 15 ca dương tính còn lại ở khu phố này được phát hiện rải rác từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, quận Ba Đình ghi nhận 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp tục bản tin là một số tin tức đáng chú ý khác. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại 30 quận, huyện, thị xã, dự kiến Hà Nội sẽ lấy khoảng 300.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân ở khu vực nguy cơ cao. Tuy nhiên, trước những diễn biến ngày càng phức tạp, dự kiến trong những ngày tới, Hà Nội sẽ tổng lực xét nghiệm tối đa 200.000 mẫu mỗi ngày để khoanh vùng các ổ dịch COVID-19, mục tiêu lấy 1,3 triệu mẫu cho người dân trong khu vực nguy cơ cao, tức là vùng đỏ, và 2 triệu test nhanh cho các khu vực còn lại, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Trạm Y tế Phường Dương Nội, quận Hà Đông, trong 3 ngày qua đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng nguy cơ cao, sống trong khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19. Những người được lấy mẫu là công nhân tại các công trình xây dựng, tiểu thương, buôn bán tại các chợ. Các khu vực nguy cơ cao là khu vực mà có rất đông công nhân đến xây dựng. Thì cũng qua các đồng chí thấy là trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông bây giờ là khu công trình xây dựng hôm vừa rồi phát hiện ra F0 ở đấy. Thì chúng tôi cũng là làm lấy đấy là cái các khu vực nguy cơ cao bởi vì dân ở các nơi về rất là đông. Trên địa bàn phường Dương Nội chúng tôi cũng có gần đến 1.000 công nhân ở xây dựng ở trên các công trình đấy nên hôm nay chúng tôi sàng lọc là lấy mẫu xét nghiệm cho các khu vực có nguy cơ cao. Trong các khu vực có dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Đống Đa là một trong những quận có số ca mắc ngoài cộng đồng khá cao, nhiều chùm ca không rõ nguồn lây. Hiện các phường thuộc quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho toàn bộ người dân. Tại phường Thổ Quan, trong ngày 11 tháng 8, Trạm Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế và CDC Hà Nội đã lấy mẫu cho 8.000 người dân. Hiện nay thì tại địa bàn phường tính từ cái thời điểm dịch từ 27 tháng 4 đến bây giờ thì phường tôi có 9 ca F0, thì 8 ca F0 tại khu vực trung tải và 1 ca F0 tại lệ cư, thì tất cả các ca F0 này đã được đi chữa bệnh. Còn 30 ca F1 thì cũng đã được đi cách ly tập trung. Thì tất cả những cái trường hợp này thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế quận để làm sao mà đưa các ca F0 và ca F1 này tách khỏi cộng đồng, được đi chữa bệnh trong thời gian sớm nhất và đi cách ly tập trung tại trung tâm sớm nhất. Theo kế hoạch, các quận huyện trên địa bàn thành phố sẽ lấy khoảng 300.000 mẫu, trong đó có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ để xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đến sáng nay 12 tháng 8, toàn thành phố đã lấy được 191.633 mẫu xét nghiệm cho người nguy cơ và người tại các khu vực nguy cơ. Trong đó, 72.959 mẫu đã trả kết quả, gồm 8 mẫu dương tính và 72.951 mẫu âm tính. Hiện còn 118.674 mẫu chưa có kết quả. Khi có những cái ca bệnh tàn phát được chẩn đoán muộn như vậy sẽ làm cho cái tình hình dịch bệnh nó diễn biến phức tạp, kéo dài và khó kiểm soát. Vì vậy, tất cả mọi người dân khi có các biểu hiện của bệnh cần phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán và cách ly điều trị kịp thời. Và chỉ khi tất cả những cái trường hợp mắc bệnh tàn phát còn đang lẩn khuất trong cộng đồng được phát hiện sớm ngay từ đầu thì chúng ta mới có thể khống chế được cái đợt dịch này. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.959 ca mắc. Đáng chú ý, có hơn 1.300 bệnh nhân thuộc các chùm ca bệnh chưa xác định rõ nguồn lây. Chính vì vậy, ngành y tế Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân trên địa bàn thành phố có một trong các biểu hiện sốt, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác,
cần liên hệ với y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí. Ngay sau khi có văn bản đề nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phần lớn các nhà chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam đều sẵn sàng tiếp nhận miễn phí hũ tro cốt, đồng thời cầu siêu cho những người mất vì COVID-19. Điều này khiến người dân phần nào yên lòng hơn về mặt tâm linh trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, ghi nhận của phóng viên VTC tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Như bao ngôi chùa khác tại thành phố Hồ Chí Minh, cánh cửa chùa Giác Ngộ khép lại, không đón Phật tử đến lễ nữa để phòng chống dịch. Nhưng cánh cửa của lòng từ bi thì không bao giờ đóng. Bên trong, tiếng kinh kệ vẫn vang lên hàng ngày để cầu siêu cho những linh hồn ra đi trong đại dịch. Đây là nơi đựng tro cốt. Bên cạnh những hũ tro cũ thì đây là những hũ tro mới của nạn nhân Covid-19 đầu tiên mới được đưa đến ngôi chùa này. Còn rất nhiều khoảng trống ở đây để tiếp nhận những người quá cố mà thân nhân của họ vì đại dịch không thể làm tròn phận sự. Chăm sóc hài cốt của những người quá vãng là cái cách để an ủi và động viên tinh thần cho những người còn sống. Bởi vì quan điểm của người Việt Nam á, dầu đã mất nhưng mà tinh thần và những gì đóng góp của người ra đi đó vẫn còn động mãi trong trái tim của tất cả chúng ta. Di thể qua hình ảnh của hài cốt á, là cái gạch nối về tình cảm huyết thống giữa con người với con người. Thì trong cái dịp này đó thì chúng ta sẽ dành ra cái chương trình để cầu siêu cho tất cả những cái vong linh mà chết trong cái đại dịch Covid qua cái hệ thống online, gửi cái tên họ, và hôm qua thì chúng tôi cũng có khai cái đàn để cầu siêu cho những người chết vì Covid và bất cứ ở đâu. Khi gửi danh sách thì chúng tôi đều cầu nguyện hết. Chùa Long Hoa ở quận 10 là địa điểm đầu tiên người dân có thể chọn để đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 đến thờ tự. Khi sức chứa của ngôi chùa này hết, cánh cửa của các ngôi chùa khác sẽ mở ra để đáp ứng nguyện vọng tâm linh của người dân. Việc làm này của Phật giáo khiến cho nhiều người dân, những người Phật tử như bà Lan yên lòng phần nào trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong cái mùa dịch này, nhất là những người mà dân mà người ta khó khăn, rồi cái gia đình hoàn cảnh người ta khó khăn mà nhà chùa làm như thế thật, thì chúng tôi là Phật tử và cũng là như là người dân rất yên tâm. Và cũng rất là cảm ơn nhà chùa. Cả nước đang chung tay trong cuộc chiến chống Covid-19 và Phật giáo cũng không nằm ngoài cuộc chiến ấy. Vì đại dịch, thân nhân của những người mất vì dịch bệnh chưa thể làm tròn bổn phận. Nhưng người ra đi có lẽ cũng yên lòng khi giờ đây, nhà chùa, nơi của sự từ bi, trở thành ngôi nhà cuối cùng cho họ an nghỉ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.